xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy tính nhé thì hôm nay mình tiếp tục làm một video chia sẻ các bạn về cái chủ đề là giới thiệu sơ bộ về cái cục sạc của laptop nhé và cái cách sử dụng để những bạn mà mới sử dụng máy tính thì các bạn có thêm một số thông tin tham khảo để các bạn là sử dụng đúng cách nhé và đảm bảo cái máy tính của mình hoạt động ổn định và bền lâu nhé à, thì ở đây thì mình cũng vấn đề đầu tiên là mình muốn chia sẻ thêm cái thứ nhất là đối với cái máy laptop mà khi các bạn đi ra cửa hàng các bạn mua về ấy, thì máy cũ hay là máy mới thì họ đều kèm bán theo cho mình một cái cục sạc kèm theo đi kèm theo máy Đấy, để chúng ta sạc pin cho cái uh, laptop và cái dòng điện mà nó 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 chạy vào đúng không các bạn? dòng điện mà nó vào kia. Ở đây là cái, cái cái cục cục này giống như máy biến áp các bạn này, máy biến áp. Thì dòng điện đầu vào là 220 nhưng mà ở dòng điện đầu ra thì rất là nhỏ. Đó, rất nhỏ cho nên là tiêu thụ điện năng rất là ít. Và theo mình thấy thì đối với mình sử dụng laptop ấy. Đấy thì mình sử dụng laptop thường xuyên và mình thấy là nếu mà tính ra tiền điện thì một tháng nó chỉ khoảng tầm 50 đến 60 ngàn thôi các bạn ạ Đấy, máy lâm tốp là nó tiêu thụ điện năng tương đối là ít Đấy. Đấy và máy lâm tốp này thì cái công suất của nó các bạn nhé công suất tiêu thụ điện của nó khoảng 120W Đó, 100 thường thường là trung bình là 120W tức là nó bằng khoảng là À, tiêu thụ điện năng khoảng cũng gần gấp đôi cái cái nồi cơm điện của mình bây giờ đấy nồi cơm điện à, xin lỗi các bạn là cái um, giống như là các bạn uh, thắp một cái bóng đèn 120W đấy. còn riêng đối với máy máy bàn nhé vấn đề thứ hai là mình chia sẻ thêm các bạn luôn để các bạn đối chiếu luôn nhé đối với máy bàn thì chúng ta không có dùng cục sạc đúng không à, đối với máy bàn thì mình sử dụng một cái sợi một cái dây nguồn và mình cắm trực tiếp vào cái cái ổ điện luôn giống như khi mà các bạn sử dụng cái quạt điện, ấy. các bạn chỉ cầm cắm nguồn vào là các bạn cho cái quạt nó chạy thôi. thì đối với máy tính bàn thì nó có nhiều bộ phận hơn, đó gồm có cả màn hình và cpu. cái cpu thì còn gọi là cây. đấy và máy tính bàn thì cái tổng công suất của nó nó nhiều hơn khoảng khoảng hai rưỡi các bạn nhé. trung bình là máy tính bàn bây giờ là khoảng hai trăm còn cái laptop này là khoảng 120 này, 120 100 một đến một thì uh, tiêu thụ điện năng của máy tính bàn là tương đối là nhiều điện nhá, gấp đôi so với cái uh, cái laptop. Đấy. Thì uh, đối với gia đình bạn nào mà đang có nhu cầu về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện thì uh, nếu các bạn có điều kiện thì theo mình là các bạn nên chuyển sang sử dụng máy laptop nhá. Thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn rất là nhiều. Còn nếu mà các bạn sử dụng máy tính bàn ấy thì các bạn sử dụng thường xuyên thì tiền điện cho máy tính bàn là một năm một tháng như vậy là phải hơn hơn 100 000 các bạn nhé. khoảng 120 gì đấy, 120 130. Bởi vì máy tính bàn là tiêu thụ điện năng rất là nhiều. Đó là cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn về vấn đề tiêu thụ điện năng và cách sử dụng cái cái bộ kia cái, cái bộ nguồn cho các cái dòng máy tính. Rồi. Thì vấn đề thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kia uh, giới thiệu các bạn về cái bộ sạc của laptop nhé và cái cách sử dụng. Thì đối với cái bộ sạc của laptop các bạn này thì nó có ba cái bộ phận chính này. cái thứ nhất là cái cái đầu cắm, cái đầu cắm đầu tiên là cái đầu cắm là các bạn cắm vào ổ cắm này. Nó có hai cái chân đó các bạn cắm vào giống như cái phích cắm mà mình hay cắm quạt điện hoặc là cái nồi cắm điện vậy thôi. Rồi cái đầu thứ hai là cái đầu nhỏ hơn. Đó, cái đầu tròn tròn này này, cái đầu này là các bạn cắn gắm, gắn vào trong laptop để nó cung cấp dòng điện cho laptop của mình hoạt động. Đó, đầu này nhỏ nhỏ nhá. Thì khi các bạn gắn vào laptop thì các bạn chú ý là cái cái lỗ cắm nguồn vào laptop thì nó có thể là ở bên cạnh trái này, ở bên cạnh phải hoặc là phía đằng sau này. Đằng sau này các bạn nhá, chứ họ không có thiết kế ở đằng trước này nhá. Đó, thì tùy từng dòng máy à, đối với cái máy đeo mà mình đang sử dụng đây này đấy cái máy này là máy đeo các bạn nhé thì máy đeo này thì đối với cái lỗ cắm nguồn nó, nó nằm phía đằng sau này này đây mình cắm cho các bạn xem này đấy mình cắm vào đằng sau này nhá đấy đấy cái lỗ cắm nguồn nó cắm ở đằng sau này đấy, bởi vì là cái video này thì mình hướng dẫn cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu Đấy, cho nên là mình sẽ đi tỉ mỉ cho các bạn dễ theo dõi nhá. Đó, cắm vào đây. Còn khi các bạn không sạc nữa thì các bạn rút ra thôi. Đó, còn cái đầu kia, cái đầu kia thì cái đầu này thì mình gắn vào cái nguồn điện. Rồi, cái bộ phận thứ ba là cái cái cục sạc các bạn nhá. Cái cái cục cái cục này này, cái cục sạc này thực ra là về bản chất là nó là một cái máy biến áp thôi. Đó, nó để nó điều chỉnh cái dòng điện đó, từ lớn đến nhỏ để nó đi vào cái laptop của mình thôi. Đó và thường thường thì cái cục sạc là nó nó đắt nhất nó đắt tiền nhất là ở cái bộ phận này bộ phận này các bạn nhé đó thì vấn đề thứ vừa rồi là mình vừa giới thiệu cho các bạn về cái cái bộ phận của cục sạc đó thì về cái về cái giá cái giá của cái bộ sạc này nếu khi mà các bạn là sử dụng sau một thời gian nó bị hỏng thường thường là tên 5 năm các bạn nhé bởi vì cái bộ sạc này thì rất là ít khi hỏng đối với cái máy laptop của mình đây thì chia sẻ các bạn luôn là mình đã sử dụng trên 10 năm máy laptop này trên 10 năm và cái cục sạc này cũng đi theo nó luôn và cũng trên 10 năm thì hiện tại là nó vẫn đang sạc bình thường và chưa có vấn đề gì xảy ra các bạn nhé đấy rất là tốt nhá đấy không biết là do cái dòng máy hay sao hay là hay là do cái dòng máy đeo này nó bền hay sao các bạn ạ. Trên nó mình chưa thấy nó bị hư, chưa hư hỏng gì hết. Đấy và bây giờ hiện tại thì nếu các bạn hỏng cái cái bộ bộ dây dây nguồn dây sạc này ấy, của laptop ấy, thì các bạn phải mua mới các bạn mua mới thì nếu mà giá chính hàng là tầm một triệu đến một triệu rưỡi đó là hàng chính hãng còn nếu mà các bạn mua trên các cái tăng thăng thương mại điện tử ví dụ như Lazada hoặc là sen đỏ thì giá từ 400 đến 500 đó thì đó chủ yếu là các cái hàng nhái thôi chứ không phải là hàng thật các bạn nhé Đấy. Rồi, vấn đề thứ năm là cái vấn đề cuối cùng mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn một số vấn đề khi mà các bạn sử dụng cái bộ sạc này nhá. Đó, để đảm bảo an toàn và an toàn tuyệt đối cho bản thân cũng như là tránh cái hỏng dẫn đến cái hiện tượng là làm hư hỏng cái máy tính của mình nha. Và đây các bạn này, đối với cái dây sạc này thì các bạn có thể cái đầu này thì mình không tháo ra được này, cái đầu dây nhỏ này mình không tháo được nhưng mà cái đầu này mình tháo được này. Đầu này mình tháo ra được. Đấy, mình tháo ra đây này. Mình mình kéo ra nhá. Đấy, mình kéo ra này. Ở đây có cái ba lỗ ba cái chân cắm ba lỗ 1 2 3 thì mình gắn vào đây thôi. Đấy, và thường thường là nó hay hỏng cái dây này này. Đó, hay hỏng cái dây nguồn này các bạn này. Hỏng cái dây cắm nguồn này. Đấy, và mình cũng đã bị hỏng một lần, hỏng một lần ở cái ở cái máy kia rồi. Đó, thường thường nó bị hỏng ở cái dây này, cái dây cắm nguồn này này. Hỏng cái dây này. À, thì ở đây cũng chia sẻ với các bạn luôn là cái hôm mà mình mình ở nhà mình làm việc mình mở máy lên ấy thì mình phát hiện ra một cái cái mùi khét rất là khét mà mình không biết ở đâu thì khi mình quay sang mình nhìn thì cái dây này nó bị cháy các bạn cái dây cái dây dây nguồn vào cái cái cục sạc nó bị cháy đây bởi vì nó nó quá thời hạn sử dụng rồi thì nó bị cháy cái nhựa này Đó. nhưng mà rất may là hôm đấy là mình ở nhà mình đang ngồi ở đấy cho nên là mình phát hiện ra được và cái dòng điện nó, nó chảy vào laptop thì nó chưa chưa gây hại gì cả bởi vì mình sập nguồn mình ngắt nguồn điện luôn, Đó, thì không ảnh hưởng gì. À, còn nếu mà nếu mà mình chỉ để tầm khoảng 5 phút nữa thôi, là cái dây này nó chảy hoàn toàn luôn và nó có thể là làm gây à, cháy nổ và làm hỏng laptop tốt của mình luôn đấy. À, hôm đấy cũng thực ra là cũng rất là may mắn. thì à, qua cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn là khi mà các bạn sạc pin cho laptop ấy, ấy hoặc là sạc pin cho điện thoại thì các bạn là chú ý là mình phải ở nhà nhé, ở nhà hoặc là mình ở cái khu mình ở gần cái khu vực mình đang sạc pin À, tránh trường hợp là các cái dây nguồn này nó bị à, dùng lâu ngày và nó hết hạn sử dụng là nó bị cháy nổ và nó có thể gây hỏa hoạn này làm hỏng thiết bị điện tử của mình nhé đó kể cả laptop hay là điện thoại gì cũng vậy và cái trường hợp này thì mình mắc hai ba lần này à, bị cháy dây trên laptop cũng có này và cháy cái cục sạc điện thoại cũng có luôn này đó lúc nào cũng đã xảy ra mấy lần rồi thì bây giờ mình đã rút kinh nghiệm rồi các bạn ạ đó, tức là mình đã sạc thì mình phải à, theo dõi theo dõi cái cục sạc cái dây sạc của mình thường xuyên và mình không có không có để để đấy và mình đi 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 ra khỏi nhà hoặc là mình sạc laptop rồi là mình không ở đó. đó một số trường hợp là các bạn thấy rằng là một số người là rất là chủ quan đó các bạn cắm sạc vào laptop ấy hoặc là sạc vào điện thoại rồi các bạn để đấy rồi các bạn đi làm đấy hoặc rồi là trưa hoặc tối các bạn mới về thì rất là nguy hiểm nhé đó rất nguy hiểm rồi thì các bạn chú ý À, các bạn chú ý là khi các bạn à, sử dụng laptop ấy là vấn đề thứ 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 bảy ấy thì các bạn à, sử dụng laptop thì các bạn gắn nguồn vào nhé gắn nguồn vào laptop để 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 làm sao để khi các bạn sử dụng thì các bạn gắn nguồn vào để cho cái laptop của mình nó sử dụng cái dòng điện dòng điện trên cái dây sạc này này mà không sử dụng dòng điện ở trên pin thì nó sẽ hạn chế được cái việc là chai pin sớm các bạn nhé đó tức là các bạn sử dụng lớp tố khi nào thì các bạn gắn nguồn gắn dây nguồn vào lúc đấy thì các bạn sẽ hạn chế được cái việc là chai pin và cái pin lớp nó sẽ có tuổi thọ cao hơn đấy tầm trên khoảng trên 5 năm đó cái này là cái kinh nghiệm mà mình muốn muốn chia sẻ lại cho các bạn nhé thì mình vừa chia sẻ với các bạn về cách sử dụng cái cái bộ sạc đấy, cho uh, laptop đó và cái cái cách mà chúng ta uh, khắc phục cũng như là khi mà chúng ta thay mới khi cái dây này bị uh, bị hỏng thì các bạn phải thay mới nhé thì hy vọng là với cái chia sẻ nhỏ của mình thì các bạn có thêm một số thông tin các bạn tham khảo để các bạn các bạn uh, sử dụng uh, để đảm bảo cho cái laptop của mình là nó an toàn và bền lâu để cho nó phục vụ cái công việc là giải trí cũng như là công việc của bản thân sau video này thì bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn cứ comment ở dưới nhé mình sẽ trao đổi cũng như là chia sẻ thêm cho các bạn về một số kinh nghiệm sử dụng máy tính nha rồi mình xin dừng video tại đây nhá cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn sử dụng máy tính an toàn và bền lâu nhé và nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé rồi xin chào tất cả các bạn